Đã xác định được mẹ của bé sơ sinh bị bỏ rơi ở khe tường là nữ sinh viên năm 2 của một trường đại học tại Hà Nội. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với DNews và hãy cùng với mình cập nhật những tin tức nổi bật nhất có trong ngày hôm nay nhé. Liên quan đến sự việc cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi giữa khe tường hẹp tại thị trấn Châu Quỳ, huyện Gia Lâm, Hà Nội, sau 2 ngày xác minh sàng lọc, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Gia Lâm đã xác định được mẹ của cháu bé. Theo thông tin trên báo Đại Đoàn Kết, người mẹ của cháu bé sơ sinh tên là NKH, 20 tuổi, trú tại Kim Sơn, Ninh Bình, hiện đang là sinh viên năm thứ 2 của Trường Đại học Nông nghiệp Việt Nam. Theo thông tin ban đầu, lý do H vứt con sau khi sinh vì có thai ngoài ý muốn, do tâm lý lo sợ ảnh hưởng đến việc học nên đã giấu bạn bè và gia đình. Trước đó vào khoảng 17 giờ 50 phút ngày 18 tháng 8, người dân đang sinh sống tại khu trọ số 45, Đào Nguyên, Châu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội đã bất ngờ nghe thấy tiếng khóc của trẻ nhỏ. Tìm hiểu, mọi người vô cùng bàng hoàng phát hiện một em bé không mặc quần áo, còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi ở khe tường hẹp. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin báo, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an huyện Gia Lâm đã phối hợp với công an thị trấn Châu Quỳ nhanh chóng có mặt tại hiện trường tìm cách giải cứu bé sơ sinh. Do cháu bé bị mắc kẹt trong khe tường quá hẹp, lực lượng chức năng đã phải đục tường để đưa cháu ra ngoài, đồng thời nỗ lực đảm bảo an toàn cho cháu. Đến 18 giờ cùng ngày, công an huyện Gia Lâm đã giải cứu thành công và đưa cháu bé đến trạm y tế thị trấn để chăm sóc sức khỏe. Khoảng 22 giờ ngày 18 tháng 8, cháu được Bệnh viện Đa khoa huyện Gia Lâm, Hà Nội chuyển đến Bệnh viện Sanh Pôn. Thời điểm tiếp nhận, cháu bé tỉnh, thân nhiệt 36 độ C, khóc to, tự thở đều, môi hồng, FPO2 98%, nhiều vết chảy xước trên mặt và người. Bé sơ sinh được chẩn đoán nhiễm trùng sơ sinh. Sau thời gian được các bác sĩ nỗ lực điều trị, hiện tại cháu không sốt, tim đều rõ, phổi thông khí đều hai bên, bụng mềm. Kết quả xét nghiệm máu cho thấy có rối loạn đông máu đã truyền plasma tươi. Hiện bé được ủ ấm, nuôi dưỡng tĩnh mạch một phần, tiêm kháng sinh và chăm sóc tích cực. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video hôm nay. Đừng quên like, share video cũng như đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại!